chào các bạn. Hôm nay các bạn cùng sơn chậu với mình nhé. Chậu xi măng này đã khô rồi và mình cũng đã làm sạch bề mặt ngoài rồi, tức là bề mặt cần sơn. Và các bạn cũng nên làm sạch tương đối bên trong bụng chậu để cho cát nó không bị dính vào màu sơn của mình, để cho cái lớp sơn của mình được bền hơn. Về cách thức làm chậu này thì các bạn có thể xem lại video trước đó của mình đã đăng tải rồi. Chậu này có hình dạng là một gốc thân cây. Các bạn nhìn thấy phần lớn cái lớp vỏ của nó đã bị bong tróc rồi, nó chỉ còn lại một ít thôi. Và phần lõi bên trong của gốc cây này đã bị nứt nẻ rồi. Ở đây mình sử dụng những màu cơ bản dễ tìm, như là màu nâu, màu vàng và màu trắng. Màu trắng là để mình pha loãng các màu còn lại để cho nó ra cái màu nhạt hơn. Mức độ đậm nhạt tùy theo cái cảm nhận của mình, tùy theo cái thẩm mỹ của mình. Riêng mình thì mình thích sơn màu sáng hơn một tí xíu. Các bạn có thể chọn màu sơn và phối màu tùy theo sở thích cá nhân. Vui là chính, mình làm để giải trí nha các bạn. Nếu yêu thích video, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ.